Hello, xin chào, mình là Kiều Diễm và chúng ta lại gặp lại nhau trong hôm nay có gì hot ngày 22 tháng 2 với những tin tức công nghệ cực kỳ nóng hổi không thể bỏ qua. Hôm nay, Huawei đã chính thức giới thiệu Honor V9, thiết bị smartphone cao cấp tiếp theo của hãng. Honor V9 sở hữu thiết kế kim loại nguyên khối, màn hình 5,7 inch 2K, bộ vi xử lý cây nhà lá vườn Kirin 960, RAM tối đa 6GB, bộ nhớ trong tối đa 128GB. Điểm nổi bật của Honor V9 chính là cụm camera kép phía sau với độ phân giải 12MP, bên cạnh khả năng chụp xóa phông tương tự như các thiết bị camera kép khác trên thị trường. Honor V9 còn là chiếc smartphone đầu tiên có khả năng chụp ảnh 3D sáng tạo với sự hỗ trợ của tia laser. Chiếc flagship mới này sẽ được Huawei bán ra vào ngày 28 tháng 2 với mức giá khởi điểm vào khoảng 10 triệu đồng. Người đồng hương của Huawei là Meitu, còn được biết đến là một nhà sản xuất ứng dụng khá nổi tiếng cùng tên, đã tung ra mẫu smartphone tiếp theo của mình mang tên Meitu T8. Về cấu hình, Meitu T8 không quá nổi bật với màn hình 5,2 inch Full HD, bộ vi xử lý Helio X20, RAM 4GB, bộ nhớ trong 128GB cùng cụm camera 21MP phía sau. Điểm nhấn của chiếc smartphone này chính là tính năng trí tuệ nhân tạo bên trong mang tên Magical On Beautification. Với trí tuệ nhân tạo này, thiết bị sẽ có khả năng tự làm đẹp cho những bức hình selfie cá nhân, selfie nhóm hay cả video, như tự làm trắng, loại bỏ bọng mắt, làm mịn da, tăng sáng cho gương mặt. Meitu T8 bắt đầu được bán ra với ngày hôm nay với mức giá khoảng 11 triệu đồng. Mới đây, trước thềm sự kiện MWC 2017, hai ông lớn là Qualcomm và Intel đã giới thiệu các chip Modern LTE mới, hỗ trợ tốc độ mạnh nhanh hơn. Nếu như Qualcomm giới thiệu chip Snapdragon X20 LTE với công nghệ Gigabit LTE cho phép hỗ trợ download với tốc độ 1,2 Gigabit trên giây, thì Intel cũng không kém cạnh với chip Modern XMM7560, cũng có tốc độ tải xuống cũng vượt mức 1 Gigabit trên giây. Dĩ nhiên, để tận dụng được toàn bộ sức mạnh của con chip Modern này, thì nhà mạng cũng phải cung cấp dịch vụ LTE tốc độ cao tương ứng. Cho nên là những người dùng tại Việt Nam chúng ta vẫn còn phải đợi dài dài nha, cáp quang còn đứt lên đứt xuống mà. Cũng mới đây, Microsoft đã chính thức phát hành Skyline, phiên bản rút gọn của ứng dụng Sky trên Android, cũng giống như Facebook Live hay YouTube Go. Biến thể này sẽ được thiết kế để hoạt động được với cả mạng 2G, cho phép đọc, trả lời SMS và theo dõi lưu lượng dữ liệu di động. Các hình ảnh, video hay file dữ liệu được truyền tải cũng sẽ được nén lại giúp tiết kiệm dữ liệu. Bản thân ứng dụng này cũng chỉ nặng vỏn vẹn có 13MB mà thôi. Hiện tại, Skyline mới chỉ được tung ra tại Play Store khu vực Ấn Độ. Nhưng nếu bạn muốn sử dụng thì vẫn có thể tải và cài đặt bản APK bên ngoài nhé. Trên đây là những tin tức hot nhất trong ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong hôm nay có gì hot ngày mai. Bye bye!